Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 9 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi. Kỳ thi có sự tham gia của 91 thí sinh là cán bộ công chức viên chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quản lý và hai cán bộ công chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, tỉnh Nam Định quản lý có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi. Các thí sinh tham dự kỳ thi trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm 2023 với 3 môn thi gồm thi trắc nghiệm trên máy vi tính, môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh dự thi nâng ngạch công chức. Môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với thí sinh dự thi thăng hạng viên chức hành chính. Đây là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Chỉ tính riêng giá trị thu hoạch từ cây dưa vàng chủ lực, mỗi năm hợp tác xã Anh Thảo, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho doanh thu khoảng 1,6 đến 2 tỷ đồng một năm. Đây là kết quả từ việc ứng dụng công nghệ Israel vào trồng dưa của hợp tác xã. Chỉ với 3.000 m2, nhưng hợp tác xã trồng được 4 vườn dưa cuối vụ, tháng nào cũng có sản phẩm bán ra thị trường. Công nghệ tưới nước tự động bằng phương pháp truyền nước mao mạch nên đất được cấp ẩm đủ, không lãng phí nước. Mặt khác, nhờ máy đo độ ẩm cấy trong gốc điểm nên tự động hóa cấp ẩm cho cây, giúp cho cây sinh trưởng tốt và không bị úng rễ. Việc theo dõi mỗi thân cho nuôi quả theo nhu cầu dinh dưỡng cũng được tính toán, qua đó cho sự đồng đều cả về khối lượng, lẫn mẫu mã và chất lượng trên quả. Mỗi năm, chỉ riêng dưa vàng, hợp tác xã xuất ra thị trường cũng đạt từ 40 đến 60 tấn quả. Ngoài ra, dưa chuột bao tử cũng được trồng theo đơn đặt hàng, đem lại thu nhập cao cho xã viên trong hợp tác xã. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023, sáng nay tại Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 10 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên có 116 người chết và 132 người bị thương do tai nạn giao thông. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông, chia sẻ những mất mát gánh nặng với người thân của họ, đồng thời là dịp nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, đơn vị quản lý đường sắt Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Điện Biên, Cửa Nam giải tỏa phố cà phê đường tàu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Văn bản nêu rõ, tại khu vực đường sắt trên địa bàn các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Điện Biên vẫn tồn tại nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Điển hình là mở hàng quán kinh doanh trong phạm vi hành lang. Du khách đi vào khu vực này sử dụng dịch vụ quay phim, chụp ảnh rất đông, nhất là vào dịp cuối tuần. Đề nghị Ủy ban Nhân dân, các quận, phường triển khai ngay các giải pháp tổng thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, du khách và tài sản của ngành đường sắt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt, xử lý nghiêm, theo quy định, những cá nhân, tập thể vi phạm. Nhiều người dân ở Hà Nội nhận cuộc gọi từ số máy lạ yêu cầu mang căn cước công dân, sổ đỏ đến Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục tích hợp thông tin vào ứng dụng VNEID. Công an Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về việc mạo danh này. Cụ thể, Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua có đối tượng đã mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến sổ đỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về sổ đỏ vào ứng dụng VNEID là không chính xác. Hiện Sở chưa có chủ trương yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên sổ đỏ vào ứng dụng VNEID. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. 7 bị can bao gồm hai cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Nguyễn Thị Thu Sương sinh năm 1974 và Đinh Văn Thành sinh năm 1971, Triệu Minh Dũng
sinh năm 1973, cựu phó tổng giám đốc SCB. 4 thành viên hội đồng quản trị SCB: Trần Tích Tồn, sinh năm 1961, Sanheri Kajiang, sinh năm 1957, Lê Lam Jari, sinh năm 1959 và Nguyễn Lâm Anh Vũ, sinh năm 1969, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong đường dây sản xuất giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng. Sau thời gian điều tra từ một vụ giao dịch mua bán xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu làm giả giấy tờ, lực lượng công an xác lập chuyên án đấu tranh và đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia được hé lộ. Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tiến hành triệu tập bắt giữ 23 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả. Trong đó, có một bị can có vai trò chạy quảng cáo, 2 bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả, 8 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất, 11 bị can vai trò môi giới sản xuất, 1 bị can sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Mới đây, đội quản lý thị trường số 3 của Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên và Trạm Thú Y huyện Phù Cử kiểm tra phát hiện một xe tải chở 515kg lợn hôi thối đang đi tiêu thụ. Đó là chiếc xe tải biển kiểm soát 89C26511 do ông Nguyễn Đức Toàn có địa chỉ xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toàn không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Toàn bộ số thịt lợn trên có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Nguyễn Đức Toàn số tiền 10 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm là 515kg thịt lợn. Chuyển sang phần tin quốc tế, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 vừa qua, lệnh cấm sử dụng khí N2O, tức loại khí bơm bóng cười cho mục đích giải trí và sở hữu loại khí này có hiệu lực ở Anh. Lệnh cấm mới cho hay, những người liên tục lạm dụng bóng cười có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên tới 2 năm, với hình phạt tối đa cho tội buôn bán loại khí này tăng gấp đôi lên 14 năm. Khí bơm bóng cười gây ra cảm giác hưng phấn, thư giãn và tách biệt với thực tế, ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhưng chính phủ Anh cảnh báo, việc hít loại khí này thúc đẩy những hành vi phiền toái và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chính quyền bang Victoria của Australia vừa bắt đầu triển khai chương trình đổi rác tái chế lấy tiền với mục tiêu giảm 50% lượng rác thải của bang này. Cụ thể, người dân ở bang Victoria có thể mang vỏ lon, chai, hộp đựng đồ uống đủ điều kiện tái chế tới các điểm thu gom để nhận 10 xu cho mỗi vỏ. Bộ Môi trường bang Victoria hy vọng rằng chương trình sẽ góp phần mang lại một tương lai bền vững hơn, đồng thời phần nào tạo thêm nguồn thu cho người dân. Người dân có thể chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng, nhận phiếu giảm giá khi mua hàng, hoặc có thể quyên góp số tiền này cho một tổ chức từ thiện hoặc một nhóm cộng đồng có liên kết tới chương trình. Nishikigoi hay cá koi, cá chép nhiều màu được xem là loài cá đại diện của Nhật Bản. Mới đây tại thành phố Ogia, thuộc tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản đã diễn ra hội chợ cá koi. Hoạt động thú vị được mong chờ tại sự kiện này là cuộc thi cá koi đẹp. Hội chợ cá koi năm nay trưng bày 565 cá thể cá koi do các chủ trại nổi tiếng ở tỉnh Niigata mang đến tham gia. Những con cá koi màu sắc rực rỡ này cũng tham gia cuộc thi để tìm ra con cá đẹp nhất. Ban giám khảo quyết định số điểm dựa trên nhiều yếu tố như màu sắc, hình dáng cơ thể. Con cá giành chiến thắng năm nay có những đốm đỏ, đen rất đặc biệt trên cơ thể. Một con cá koi cái có thể sinh ra hàng trăm ngàn con non, thế nhưng chỉ khoảng 0,5% trong số đó có màu sắc hoặc xuất hiện hoa văn. Không chỉ được coi là tác phẩm nghệ thuật bơi lội, cá koi được tin là mang lại sự may mắn và phú quý. Cá koi có nguồn gốc từ thành phố Ozia và được công nhận là loài cá chính thức của tỉnh Niigata, Nhật Bản. Bản tin 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.